Hey, Joe xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay channel mình nhé. Thì nay chúng ta sẽ đi đập sen đỏ. Thì mình cũng dành hết các thanh xuân để leo lên được sen đỏ và sắp rớt rồi. Thì vực lần này thì chúng ta sẽ có con chó lửa làm boss cuối. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đánh để tới tầng boss cuối đâu, bởi vì khó bị đấy. Chưa kể nhá, bây giờ mình lướt sơ tới ông số 11 thôi này. Ông này có con Vân Mặt Đen Tâm và ông này chỉ đánh được có 400 điểm, chưa kể cái con chó này nó tận hai mạng và mỗi mạng của nó là 8 thanh máu, tổng cộng chúng ta phải đập nó 16 thanh máu. Con mẹ 16 thanh máu, ôi nó tận những 16 thanh máu đây. Nhưng mà không sao, với bàn tay lặng lẽ, không, người ta là bàn chân lặng lẽ, còn tôi lên bàn tay lặng lẽ tôi sẽ đập lên được khoảng chừng là trên 500 điểm để còn trụ vực chơ. Đó là nói dễ chỉ còn làm khó lắm mọi người ạ. Thôi nhưng không sao, chúng ta phải thăm ngàn kẹp ngần liên tục, bởi vì ngày 22 là update rồi mà pha lê thì mình chẳng còn nhiều cả. Mình quay được lần thứ 10 bên xe le rồi, và mọi người biết mình ra gì không? Mình ra cái cây chấn của con gorilla, cái con Durandal đầu tiên ấy, cây vậy liền. Nhưng mà mình sẽ không rải cái đó mà mình sẽ giữ lại, bởi vì cái cây đó mình sẽ gắn cho cái con lửa kia kìa. Gì đây? À, giết cái con giết giết mấy con này để rồi đánh con khác. Mình để cho cái con mà ghè ngỗng vàng mình ấy, mình con ngỗng vàng mình nó là lửa luôn mà. Ơ hụt kìa, ngỗng vàng là lửa nên là cũng kia lắm. Và ở mấy cái này mình có thể dùng con gì nhỉ, mình có thể dùng con Rosala để support support nguyên tố cơ, nhưng mà tại sao mà không dùng vậy? Chỉ một câu thôi, lười. Tôi là vậy đó mọi người ạ. À, lười vô cùng. Mày dai như đĩa vậy tầng 3. Sau khi mà con này dưới 30 thì hiện tại là đánh có một cái tầng thôi mà nó gần 2 phút mấy. Chắc cái clip này hơi dài mọi người ạ. Thật mà leo sen đỏ mà full vực thì không thể nào rồi, nên là mình chỉ leo ở 3 dãy thôi, mình chỉ leo ở 3 tầng kia thôi. Huyết thống, phải giết hai con, phải giết cả hai con tuyệt. Được cái là cái con người theo dịch cái chết này nó đánh liên tục ấy, nên là mình né được khá là nhiều từ vị trí của pro nhé. Thôi xong toang rồi, cầm lộ nhân vật rồi, cầm ro nha, cầm lộn F rồi. Mỗi lần né sẽ được cộng bao nhiêu rồi, mỗi lần né mình sẽ được cộng 15 SF, ông 15 nổ. Ok, cái này đế là cái thá gì với cái mà bước nhảy điêu nghệ ở bên trong Genshin cả, bước nhảy điêu nghệ trong Genshin chết nữa. Cái hồi mà còn ra event mà của gió đấy mình chơi không hết, nhưng mà mình được cái mình chơi lấy vũ khí, mà mình chơi cái bước nhảy điêu nghệ chơi phải nói là đạp nhiều lắm ấy nhá, đạp nhiều lắm ấy, là chừng 10 lần, nhiều nhất là 10 lần, bởi vì kiểu lúc đó mình dùng con Venti mình bay lên ấy, thế là nó ăn 10 hit luôn, còn ít nhất của mình là không không bị dính lần nào. À, mọi người thấy mình bú đỉnh không? À, mình nói là không dính lần nào thì đó là thật sự là hết, mà cũng căng lắm mọi người ạ. Ui, căng như cái căng như đàn như lúc này này. Đùa, một cái tầng vực mà 4 phút, wow, thật ra 2 phút mấy á, nhưng mà trên video là đã là 4 phút mấy rồi. Nói chung bây giờ ấy mình có hai lựa chọn, một là tiếp tế lần sau mình sẽ không có clip gacha cho mọi người, bản tới mình sẽ không có một cái clip gacha nào hết, để tới bản bản nào ta, bản 4.8 mình sẽ dành toàn bộ tài nguyên của mình để quay full con xe le luôn. Mình sẽ dùng toàn bộ tài nguyên của mình từ bản 4.7 4.8 để quay cái con Sele mới, bởi vì ấy, con Sele mới nó thuộc tính là nguyên tố băng lượng tử, mà mọi người biết đấy, lượng tử hiện tại chúng ta chỉ có lôi
hỏa không có băng. Mà mọi người nên biết là cái nguyên tố băng phải nói là cái thuộc hàng cái nguyên tố mà khá là dễ bui đấy. Mà nói thật, nếu mà trong ba nguyên tố mà mình thấy ấy, nguyên tố băng là dễ bui nhất. Bởi vì nguyên tố băng hiện tại nó đang có khá là nhiều set. Ví dụ điển hình là set Rasputin. Đấy, cái cây set này thì nói thật đấy là cũng được, mình thấy cũng xịn. Còn nếu về mình sẽ nói về nguyên tố lôi đi, mọi người sẽ có con Darkwing. Nhưng mà nó mình không đánh giá con Dark, mình không đánh giá cao con Darkwing. Thật mình không đánh giá cao con Darkwing bởi vì nó gì quá. Mình không đánh giá cao nó. Nên mình vẫn thấy nguyên tố băng vẫn lợi hơn. Lỗi chết tông chết ba mấy con này đó. Còn hệ hỏa thì sao? Hệ hỏa ấy, mọi người không khó, mình nói thẳng là hệ hỏa rất khó build. Nếu mọi người để ý, trong cái shop mà mọi người rèn vũ khí nhá, mình không nói là vết thánh mà kiểu độ VT cộng hưởng nhá, là nó khá là khó build. Cái vết thánh ấy, hỏa gần nhất ấy, mình không nhớ là vết thánh nào luôn á. Hoặc là mình quên hết rồi. Nhưng mà mình nhớ là set Rasputin và set Darwin, hai cái set đó nó khiến mình khá là để tâm đến nó đấy. Mình biết cái này rồi. Biết. Cái này chó lắm. Từ từ, cái này phải né. Cái này chịu thôi, cái này phải đánh thường vào nó để phá giáp tốc độ cho nó. Ok, lũi nó nào. Cái này thì ông nào cầm văn mà đánh tâm ấy thì đánh tiện hơn, bởi vì văn mà đánh tâm nó là đánh cận chiến nên là đấy. Bây giờ mới mệt này. Bây giờ phải đổi qua con này liền. Mất mẹ cái ulti của con bro nhà. Phế liền. Bro nhà mà không có ulti hơi phế thật. Bắn vô lực này không mạnh. Từ. Tại sao chúng ta không dùng bro nha đánh thường nhỉ? Mày chết bà mày là con chó. Tuy là đánh thường được đấy nhưng mà đem chẳng được nhiều cả. Thật. Rồi đánh nhanh nào. Lần này là cũng 2 phút mấy đấy. Ok. Chết, nó chấm máu à. Cụ băng. Cụ băng. Ai giờ mới để ý cái tên ấy, cụ băng. Tên bú định ấy. À mình nhớ là trước khi mà đánh với con chó như là mình có ui. Mệt vậy. Thề mệt vậy linh luôn ý. Mở băng lên này. Đánh con chó rồi là để mất thời gian, chứ đừng có nó đánh với ba cái con tự sĩ. Ba con tự sĩ bây giờ là phải thu nó vào. Mà muốn thu nó vào ấy thì chỉ có một cách thôi. Rồi là trước này. Đây. Để nó. Đây. Quá hợp ý tôi luôn. Nhưng mà cái con này nó trâu. Nó cho khủng bố này. 4 giây nữa là nó hồi được kìa. Trời ạ, à, chán thế. Hồi rồi. Mẹ, đó, lý do tại sao tôi ghét đánh với con này đấy. Khó chịu ấy. Chứ kể cái đam nó gây ra còn khốn nạn hơn nữa. Ôi thì cũng lo mà nhanh đi. Cái này mình không dùng ulti được, cũng phải dùng ulti. Bởi vì con chó này nó trâu lắm, nên là cứ dùng ulti đầu game đi. Dùng, bởi vì kích được nhiều kích mà. Con này vẫn trâu lên. Ơ, cái gì mà. Không sao. Mình còn một lần, một tu ulti nữa không sao. Ôi chết. Thôi. Toàn rồi, không dám ạ.
Này kiểu này toang thật rồi. Ôi thôi thôi toang rồi không dám ạ. Nó rồi. Toang thật rồi. Con chó này đứng im chỗ mày chết à? Khó vậy đi. Mày, bây giờ mới có nó còn 6 thanh lận, tôi nói rồi chắc xa đâu. Con chó này nó tới 18 thanh máu lận. Ôi, đánh kiểu này là bèo lắm, là kiểu 450 rồi. Không, cái vực sen đỏ nó khắc nghiệt lắm mọi người ạ. À. Cái thằng mà nó có Anaxagariac ấy, nó cũng có được nhiêu đâu. Có cái thằng mà có Anaxagariac hình như nó cũng chỉ khoảng tầm 500 mà. Đứng im. Không sao, tôi đánh lại. Tôi đánh lại mình sẽ kia hơn. Mình sẽ căn chuẩn lại. Ok, 500 điểm. Cái này là bèo á, thật bây giờ điểm 500 điểm là điểm này là quá là sida. Bây giờ mình ra mình xem coi mình top bao nhiêu xong rồi mình sẽ end clip đó. Chứ nó thật 500 điểm là quá bèo ở cái vực này. Vực này á cùng cùng bình cùng lắm cũng phải 6.5. Bởi vì cái vực kia là 8.5 rồi, lên xanh đỏ với trừ hao 200 thôi là 6.5. Thì mà bọn mình mới được chủ vực. À, để xem nào, cái này mình không đánh lại cuối nhá thì nó sẽ tuột khoảng chừng đây. Mình thua ông này và mình hơn ông số 10, vậy là mình hạng đứng hạng 10 và còn hơn chục thằng chưa leo nữa cơ. Ví dụ như thằng này nhiều lắm. Bây giờ lo mà leo lại chứ không là kiểu là anh lo nó thật. Thôi nhưng mà cũng clip mình xin dừng đây thì cũng dịch được cái top 10 của cái bạn số số 10 này rồi. Bạn Cyber này thì cũng dịch được cái top 10 rồi thôi. Tính ra ông này cũng giàu phết. Mình mà có đứt của ông này mình leo lên top 1 mấy hồi luôn á. Nè, nhìn mấy ông top 1 này cũng kiểu bằng đồ mấy ông kia thôi chứ đâu khác khác mấy đâu. Nhưng mà người ta có Anaskariak này, hơi buồn, mình không có. Rất xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nhé. Bye.